5 năm trước thì Lan cũng có được dịp gặp Uyên Nhi và thấy Uyên Nhi trình diễn trên sân khấu của Neo Kids. Bây giờ thì mình đã đến chặng đường 10 năm rồi. Con thấy là đã qua 5 năm thì trong âm nhạc con đã có những cái gì mới mẻ con chia sẻ với mọi người nha. Thì trong 5 năm qua con biết được thêm mấy nhiều kỹ thuật mới. Rồi hồi trước thì con chỉ có đàn electron thôi, nhưng mà trong 5 năm thì thầy dạy con cho con thêm được piano nữa. Với lại hồi trước con thấy con bớt rung hơn giờ. Không hiểu sao. Chắc là con có kỹ năng cũng như là kinh nghiệm trình diễn ngày càng nhiều cho nên là bớt rung rồi đó. Bây giờ con có một cái lời chúc hay là lời nhắn gửi gì đến cho các thầy cô cũng như là các bạn ở Neo Kids không? Dạ thì là con mong là các thầy cô luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn hết mình vì học sinh tụi con. Với lại mong là Neo Kids sẽ lớn mạnh, với lại có nhiều chi nhánh, nhiều học trò. Cảm ơn phần chia sẻ của Uyên Nhi rất nhiều. Cảm ơn con.